Ăn phải không Tiến này? Có lấy em xin quả em chín chưa? Ê, đợi chín chưa? Đợi nha. Ai à? Đỏ đỏ ở đây. Hết rồi, cây này được có mấy quả chín thôi. Anh ui, nè, nhà thằng Hội béo có đàn vịt kìa. Không biết nó có nhà không nhỉ? Gì? Hay là này không biết về nhà không? Bây giờ 12 giờ trưa kêu nó đi vắng hết rồi đấy. Nhà bác đi, đi không? Từ từ đợi tao đấy. Để em ăn thử cái ngọt tao nữa. Ăn không ngọt đâu. Cẩn thận gãy chân. Hội béo ơi. Hội béo. Nó không nhà đâu. Không luôn, về về nhà rồi. Ở đây không có đâu. Hội béo ơi. Hội béo. Đừng rắn rồi. Nói thôi ăn đi, ăn đi xong thì tao phải đi. Đi 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 đi. Mày đứng cái cánh nha, mày đứng cái cánh. Anh hồ lối vào góc rồi. Đây đây đây. Đang cùng đi nó phải. Nhanh lên, nhanh lên. Đây là nhiều lắm này, khóa cổng. Khóa cổng nó vào đó. Bọn mình vừa ăn trộm về nhưng mà tối nay bọn mình mới dám thịt, sợ ông Hội không biết. Nên là bây giờ anh em mình mới thịt xong, bây anh em mình sẽ cho lên nướng nhá. Vịt nhà Hội béo này thơm ngon lắm. Khán đang học. Vịt để rồi, ngon. Bọn mình ăn trộm từ khoảng 3 giờ chiều cơ, nhưng mà sợ cái thằng Hội béo nó sang, nó bắt được thì vỡ mồm. Nên là thôi, bây giờ anh em mình mới thịt xong, anh em mình mới dám cho lên nướng. Cái giống ăn trộm này ăn mới ngon. Trời hơi nhá nhem tối nhưng mà anh em mình vẫn tinh mắt để nướng được. Các bạn ơi, sau khoảng 30 phút nướng thì đây, các bạn nhìn này, ngon chưa? Nhưng mà con vịt này hơi bị nhiều lông măng này, thấy không? Các bạn thấy không? Lông măng lớm chớm luôn. Nhưng mà vì vừa nãy là anh em mình vội quá, sợ bị phát hiện, nên là vặt trong lúc trời tối. Vẫn còn nhiều lông măng lắm, nhưng mà nhìn ngon nè. Thơm rồi đấy. Thơm nè. Nhìn cái thớ thịt này. Ui. Thớ thịt này mà cắn vào ngập răng thôi thì. Vịt này nó đang đẻ nên là vẫn còn ít trứng các bạn. Lúc mà mình mổ ra thì thấy có vài quả trứng rồi đấy. Ngon lắm này. Thịt này thơm lắm. Mỗi con chắc là tầm 1.5 cân. Nhỏ nhỏ thôi nhưng mà thì thế mới chắc. Thịt bắt đầu chuyển sang màu vàng rồi. Tí nữa mình sẽ cầm cái đùi kia mình xé các bạn thấy. Phê. Ngoài trại nhà ông Hội béo này lắm vịt lắm gà lắm. Thỉnh thoảng anh em mình ra ăn trộm con chắc ông không biết đâu. Xong cái nướng xong thì đây là thành quả của anh em mình nhá.
rút ra. Bóng đấy. Đằng này như kiểu là nó hơi cháy cháy nhỉ. Đằng này thì nó cái là xương mà. Tắm đường xong à? Lâu rồi. Giờ bên nào quyết nhỉ? Bên nào quyết nhỉ? Mày u ba rồi anh. Đưa mảnh quần cái đèn cái. Biết đấy. Thì thôi hẹn các bạn ở clip sau nhá. Xin chào chị ạ. Có quả nào không? Hết bãi rồi. Hôm qua anh em lấy mấy quả hết sạch rồi. Chắc lấy tiêu chỉ nên em thấy có nhiều mà. Ừ, chắc là hết rồi. Anh thử chè kèo tự nhiên trong kia xem nào. Thế mình thấy có quả đâu rồi. Không thấy đâu. Anh biết cân em một tí chưa? Thôi, rút từng đây để em chạy cho nó xem. Hết rồi. À, hai lần này. Ui, xuống đây. Đây, anh bảo anh em. Đây, anh em, phải. Kia rồi, kia. Xuống rồi. Gì đây anh ơi? Xuống, xuống anh. Anh hỏi ra đâu. Anh có gì cho em ấy? Có, có, anh có luôn. Có luôn bây giờ. Ăn được không ấy? Được, ngon luôn. Sao anh ơi? Anh! 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 An
Tao bây giờ em có ăn trộm gì nhà anh đâu. Cái à? Hôm qua tôi bảo tao nữa. Cái à? Đâu cái bảo? Anh kia vừa. Anh thích nhẹ thôi. Ai? Ai? Ui. À, cái này à? Cái này à?